Ôi giời ơi, đây là cái gì đây? Vâng, như đây người ta gọi là công phu Trung Quốc. Nhanh lên anh, chuẩn rồi đó. Chiêu này người ta gọi là gì nhỉ? Bước chân rồi, ôi đây là cái chiêu gì? Vâng, tiếp tục. Anh ta đang chuẩn bị gọi là vận khí. Tụ khí đan điền. Tụ khí đan điền. Ếch bồ hoa mướp. Cao cao đá xe.